Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Đêm qua thì anh em cắm bản, sáng nay thì anh em đánh xe ra sớm để bốc xi với sắt. Chiều qua thì chở được 2 chuyến xi nhưng mà còn lại chỗ này 1 tấn nữa. Nay đang bốc nốt đây. Và tí nữa kẹp lên sắt lên trên kia trở vào. Anh em muốn tập kết cho nó hòm hòm vật liệu, sau đó mới triển khai. Ít nhất nó cũng phải được hơn chục khối sỏi này, hơn chục khối cát thì anh em mới cho đào móng. Là mình đào móng lên nó phải có vật liệu để làm, chứ đào móng mà để ngoài suối là nó lại dồn vào, lại đầy mất hố móng. Là anh em triển khai gấp rút, là thời tiết nó nắng mà hôm nay trên bản nó lại mưa, nó cứ mưa phùn, đường nó suốt ngày nó ướt. Đấy. Sắt thì chắc phải chở, anh em phải chở 2 chuyến thôi. Đêm qua là phải gửi lại đây. Các bác xem trên kênh thì số điện thoại của em thì ở trên bản là không có sóng đâu, mong là các bác thông cảm. Còn A Quỳnh sẽ về nhà, bởi vì đi vào đi ra để còn thứ nhất là chạy một số vật tư, rồi là mang thẻ về để làm video, nên là mong quý vị các bạn sẽ liên lạc với A Quỳnh. Còn A Ninh cắm bản nhá, điện thoại trong đấy là không, hoàn toàn không có sóng. Đây, anh em đang bốc nốt chỗ xi này. Chỗ này còn tấn hơn tấn nữa mà. Đúng không? 21 bao. 21 bao đấy. Đây lấy cái này đã. Không, cái đấy để đứng cái này, đứng. Kê cho mà ấy mà. Kê quá đà này. Xi anh em qua để đây thì dùng cái bạt từ đã nhỉ nha, dùng cái bạt che đậy lại vướng lắm. Cho cái này lên đi, chả đến cần, không đến cần phải dẫm nữa mà vào đâu một xi đi. Bao này nữa ném vào, một anh lên xếp đi, đi xếp đi, thấp quá. Hai bà. Trên bản thì bà con vẫn đang đi gom đá. Hôm trước đã gom vào, lùi vào trong xa rồi. Cứ gom để lấy, hôm nào anh em sẽ dùng tắc tơ vào chở nó ra. Nhưng mà bây giờ là phải chở ở ngoài này vào trước đã. Trong đấy có thể là nó mưa vẫn có thể là vẫn đi được. Ở ngoài này là lên dốc nhiều và xuống dốc là trơn. Nào. Đường trên vùng cao này chỉ có cái anh trâu sắt này mới chinh phục được thôi. À đây rồi, có thêm hai đồng chí này nữa ra bốc. Ra bốc sắt. Hai bạn. Ủa, buồn quá rồi. Cái này có kính cái lỗ gì không đó? Cho lùi vào trong lên đi. Làm bốc xong là cứ để kiểu này nhá, nhưng mà như này thì hở. Nào. Bốc giò ấy, xong mà xong rồi. Chỉ là không đáng tiền nữa thôi. Ôi, bao này phải cho vào đi về cho các anh rồi. Bao này cho vào lùi vào tí, không đóng được. Ngay đi ở cửa đây. Ừ. Mà cho bà con bốc quả sắt. Cường đuôi nó kiểu sức sang nhiều là. Kéo gác nó lên kia cho em nhá. Lao về đằng trước tí nữa đi. Đấy, đúng rồi. Ê, cho. Đấy, lên nữa. Quá, vừa thôi, vừa. Chấm đầu đấy. Được rồi. Cái này xuống dốc rồi. Phải buộc các bạn. Tí buộc. Cái kia đâu.
tốt luôn. Đi tù đi làm cho nó dễ thôi. Đi tù làm dễ thôi. Tao tưởng nó nặng. Đây còn ít bao rồi nha. Nặng thì thua. Đây ít bao thì nó phải chân dường hao rồi chạy qua. Chở nhau rồi. Đấy chưa. Kéo kéo lên tí nữa. Đó, cho nó đều nhau vào. Buộc chỗ này nữa. Chính chứ là khổ quá, chính là khổ. Cái tay. Anh em ra đây xúc vài xẻng cát. Tí nữa đi dọc đường kiểu gì cũng trơn mà các bác. Đánh ban bánh. Mình cắt như chỗ nào đó. Nó ban thì mình lấy cát thì giải vào lốp cái này để cho nó vượt.
tại xe đã chở sắt với lại xi lên đến chỗ tập kết rồi. Lán hôm qua là anh em vừa mới lợp xong này. Đây này, còn có nước rơi gì các bác ơi. Cái này không mưa đâu nhá, là xương thôi. Xong là bên dưới này anh em vẫn che một lớp nữa. Hôm qua là anh Ninh chuyển lên một chuyến nữa, là cái này ở chỗ này là 5 tấn. Trên xe bây giờ đang còn 1 tấn này. Giờ bốc nốt vào, cho ra bên này đi các bác ơi. Sáng nay mấy bác chuyển đá xong chưa? Ở trên á? Ừ, đoạn xong rồi, xong rồi gì? À. Mạnh đấy nha, đội này vác đá nhỉ. Người ngợm ướt hết rồi, mấy bác này. Đấy, để ra một bên thôi. Xe này mới đi được chứ ô tô thì chịu đấy nhỉ. Bàn ngay. Cái này lên dốc xuống dốc chẳng tương đối kỹ, không sợ nó trôi cái sắt này. Dốc nó tức là nó trôi đi đấy. Cầm tí mở cốp lấy cái cà lê để cởi cái dây thép. Hôm nay lên dốc ở dưới kia trơn bánh này quay tít thò lò. Bản của các bác rất là hay nhỉ, mùa hè như mùa đông ấy nhỉ. Buổi trưa mà như buổi tối ấy, sắp tối rồi. Cái này mới lên thôi mà về ngủ thôi. Mùa hè vẫn mặc áo dép. Hey, anh đưa em cái dây em quấn gọn không ạ? Bây giờ cho cái sắt này cho em vào trong lán này nhá. Đấy, cầm phải 3 người, 4 người khiêng một cây thì luồn nó vào cái cọc đấy. Đặt nó lên cái cây em gác đấy. Không là nó bốc ở đây đi đâu đấy nhỉ? Không có ông nào đâu. Có mấy ông ở dưới kia để bốc ở dưới sân bóng. Trên này là đội phụ trách. Đấy, bây giờ rút từng cây nhá. Rút ở trên kia xuống trước, cây nào thì ra cây đấy thì nó mới không vướng. Một người dỡ ở trên đấy, hai người tí nữa luồn cho em cái ngọn nó vào đằng kia xong là gác nó sang đây nhá. Đây. Đây, vào đây luôn đi. Vào đây luôn. Đấy. Đấy, từ từ đó nhá, khéo rồi. Từ từ. Em ở bên kia. Đấy. Đấy, đặt xuống đấy được không? Đẹp luôn. Ồ, oh, đẹp rồi. Giò. Quyền á, nhấc của anh cây này lùi lên tí. Cây này này, Quyền á. Cho nó vào sâu trong nữa đi. Ồ. Oh. Ê, một bác sang bên kia đón đi. Đứng ở cái hòn đá bên kia. Đứng xuống hòn đá đi. Đấy. Ôi, từ. Này, em gái lái xe win à? Sẽ in lái mình chứ nhỉ. Sáng nay có một em gái lái xe win mà điệu con nhỏ ấy, nhỏ tí đi xuống cái dốc kia trơn sợ thật đấy. Ôi đi lòng hoa lòng hoàng tí nữa mình tưởng hạ cả con xuống đấy rồi chết rồi. Trơn mà đi xe win chứ. Điệu con bé nữa. Đi mà đồ.
Thế là mình không có chỗ ngủ rồi. Đặt lên sắt này ngủ thoải mái, gác ván lên sắt này ngủ mới chất. Đúng, nó mới nhiều sắt. Nhiều sắt mới có con trai. À thế à? Anh Linh bảo nhiều sắt mới có con trai à? Ôi, ôi, từ từ. Chậm. Sắt này mà mù mù như này mà không bảo quản tốt đâu. Tốt là thế nhỉ. Làm cái giá này để sắt đi, chất quá. Kê gỗ đảm bảo. Kê cao. Đấy, xong chú Quyền lấy ván giải lên sắt này, ngủ cho nó có con trai. Trai con luôn đi. Cái, cho con gái ngủ đây. Ôi, nếu muốn sinh đôi ấy, ngủ trên đống xi này. Đống sỏi. Muốn có con gái ngủ đống sỏi kia. Bọc vòng quanh vào. Ở trên vùng cao nó không như dưới mình đâu. Xi, nhất là xi phải để cẩn thận. Nào, suốt ngày mù này. Cho lên nốt đi. Nó giò nước. Hai lớp bạc. Đây, trong buổi chiều nay thì đây là chuyến sắp thứ 2 đây. Giờ hiện tại là 4 giờ chiều rồi. Tí nữa anh em về chắc phải ra bốc chuyến nữa. Tối nay chắc trở về nó muộn tí, 7-8 giờ chắc mới về đến đây chuyến nữa. Đi thêm chuyến nữa. Thời tiết ở trên này khắc nghiệt, không ủng hộ, nhưng mà có tắc cơ chạy vẫn rất là tuyệt vời. Đừng gọi từ đó thì tắc chèn ra đó. Rồi, thả ra nào. Sau đi số 1, về luôn đi. Tí à mà không nổi. Số sắt này thì anh em sẽ ngủ ở chỗ sân này. Mai có khi là sẽ phải ra công sắt luôn. Thôi. Thôi. Dốc ấy đổ luôn đấy. Lùi không nổi đâu, nó chọc đây này. Ở chỗ lán thì sáng nay anh em để 23 cây xi 18, cái đấy thì sẽ dùng sau. Còn những cái sắt này thì sẽ phải ra công trước. Anh em trở lên cái bãi này khỏi cái máy móc ở dưới kia. Nó gần với lại máy móc.
Ủa xì. Thế không nhạt à? Hả? Tí nữa xuống lấy mà. Ôi, có cả đường. Thế không chạc à? Ui. Có, nhưng mà nó bổng đầu, nó không nổi. Thế là vẫn bổng đầu. Lên bổng cao mà không lên được bổng cao nhỉ. Ô đấy. Đá bóng à? Đi đá bóng à? Chơi đi. Bác vừa là người có uy tín ở thôn bản này vừa alo để bà con ra trợ giúp đông thêm một tí nữa. Kiểu như dân chỗ tập kết ấy, thì có một đội chuyên bốc lên xe. Cứ chạy đi chạy lại 4 cây số nó lượng nó phải chia mỏng ra luôn. Nên là bác ấy huy động lực lượng tại chỗ ở đây luôn. Anh Linh xuống đi. Chú tránh ra đây. Ôi ơi, đi ra đi đã. Đi ra cho đổ xuống. Ra mò đằng sau đi, đi cực. Đi quay đầu đi, lấy kia quay đầu luôn. Quyền ơi, xếp cái 12 xuống dưới nhá. 12 chưa làm đến đâu. Cái 16 này làm trước. 16 này làm trước á? Ừ. Cái này 10 làm trước. 12 thò lên đây là móc được. Để cho nó dài hơn một tí là được. Có con to đến bé kìa. Vâng ạ. Alo một cái là ôi sao mà khiêng bầu đít nhau thế. rồi chú ạ, tay ra nhé, tay nhé. Tí cho cái 12 nó dài hơn tí là được. 16 với 12 nhưng mà tí nó cho cái dài, cái 12 nó dài lên đây một tí nhá. Xong tách hai bên này ra là. Nhất là em không cho. Không, cứ chồng lên được, móc được. Đấy. Cái này là cái to. Mấy cái này bé hết rồi mà. Lấy được mà. Ừ, anh đi chuyến này. Về đêm chấp nhận. Đành phải về. Về đêm. Đây phải 2 chuyến, 4 chuyến ạ. Anh em lên chuyến sắt nữa và xe đi ra ngoài kia lấy thêm một chuyến nữa rồi. Chắc là ngày mai thì anh em sẽ cho bà con gia công thép cột và thép đế. Mai sẽ cắt ở đây để máy phát các thứ, máy cắt ở đây, gia công ở đây luôn. Cho bà con chuyển xuống. Chứ còn với lại ở đây nó có cái sân của chú nó còn rộng một tí. Cho ra đường làm thì nó chật quá. Đấy, công việc là anh em cũng chuẩn bị tương đối vật liệu rồi. Mai cho gia công, chắc ngày kia thì sẽ đào móng. Có lẽ video anh em xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.